Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu tiếp phần địa lý Việt Nam các em nhé. Mời các em lấy tập, lấy sách ra cùng theo dõi phần bài giảng của cô. Sau đó các em ghi chép nội dung bài đầy đủ để chúng ta có bài học các em nhé. Trước khi đi vào nội dung bài mới, cô muốn cô và các em sẽ cùng nhau ôn lại một số những kiến thức địa lý lớp 8 mà chúng ta đã học qua. Dựa vào bản đồ Việt Nam sau đây kết hợp với những kiến thức đã học, chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, vùng biển nước ta có diện tích là bao nhiêu, nằm trong biển nào và có đường bờ biển dài bao nhiêu km? Nước ta có bao nhiêu tỉnh thành giáp biển? Đó là câu hỏi thứ hai. Vùng biển Việt Nam có diện tích là 1 triệu km vuông, gấp 3 lần diện tích so với phần đất liền, là một bộ phận của Biển Đông thuộc Thái Bình Dương. Biển nước ta là vùng biển nhiệt đới có độ sâu trung bình, vịnh Bắc Bộ và các vùng biển phía Đông Nam và Tây Nam Bộ là các vùng biển nông. Phần lớn các vùng biển Việt Nam là có độ sâu trung bình. Đường bờ biển của Việt Nam có chiều dài là 3.260 km và trên phần đất liền của Việt Nam có 63 tỉnh thành, trong đó có 28 tỉnh thành giáp biển. Như vậy đây là kiến thức mà chúng ta đã học qua bài 24 của chương trình địa lý lớp 8 rồi, có phải không nào? Và như vậy chúng ta thấy là vùng biển Việt Nam so với phần đất liền rất là rộng lớn. Trong vùng biển Việt Nam bao gồm có những bộ phận nào và có những tiềm năng phát triển các ngành kinh tế nào, thì cô sẽ giới thiệu với các em phần nội dung bài học mới, đó là bài 38 Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu xem trong vùng biển của Việt Nam gồm có những bộ phận nào và có các đảo và quần đảo lớn nào. Nội dung thứ hai là trong vùng biển Việt Nam có những tiềm năng phát triển các ngành kinh tế biển nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt từng nội dung này nhé. Phần thứ nhất, biển và đảo Việt Nam. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem trong vùng biển của Việt Nam bao gồm những bộ phận nào. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát hình 24.5. Đây là sơ đồ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải ven bờ lục địa của Việt Nam. Hình thứ hai đó là sơ đồ lắc cắt ngang vùng biển Việt Nam. Ở cái sơ đồ thứ nhất, chúng ta lưu ý có một cái đường cơ sở mà cô cần các em lưu ý. Đường cơ sở là gì? Đường cơ sở là đường được dùng để tính cái chiều dài lãnh thổ trên vùng biển của Việt Nam chúng ta. Chúng ta quan sát hình sơ đồ lắc cắt ngang vùng biển Việt Nam. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi vùng biển Việt Nam gồm có những bộ phận nào, xác định và nêu giới hạn từng bộ phận trên. Đầu tiên, chúng ta nhìn hình nha. Bộ phận thứ nhất của vùng biển Việt Nam đó là vùng nội thủy. Bộ phận thứ hai đó là vùng lãnh hải. Bộ phận thứ ba đó là vùng tiếp giáp lãnh hải. Bộ phận thứ tư đó là vùng đặc quyền kinh tế. Và bộ phận thứ năm đó là thềm lục địa. Như vậy, vùng biển nước ta bao gồm 5 bộ phận. Cô nhắc lại. Bộ phận thứ nhất là vùng nội thủy, bộ phận thứ hai là vùng lãnh hải, bộ phận thứ ba là vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng thứ tư là đặc quyền kinh tế và vùng thứ năm là thềm lục địa. Vậy vùng nội thủy là vùng như thế nào? Vùng nội thủy được tính từ phần đất liền ra đến đường cơ sở, từ phần đất liền ra đến đường cơ sở. Đường cơ sở là đường nối liền những điểm nhô ra nhất của bờ biển và các điểm nằm ngoài cùng của các đảo ven bờ. Bộ phận thứ hai đó là vùng lãnh hải. Vùng lãnh hải, vùng biển này có chiều rộng là 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra biển. Một hải lý bằng 1.852 mét.
Ranh giới ngoài được coi là biên giới quốc gia trên biển. Bộ phận thứ ba đó là vùng tiếp giáp lãnh hải. Đây là vùng biển cũng có chiều rộng 12 hải lý tính từ ranh giới phía ngoài của lãnh hải ra biển, là vùng biển đảm bảo việc thực hiện chủ quyền của quốc gia. Vùng biển thứ tư đó là vùng đặc quyền kinh tế. Vùng đặc quyền kinh tế tiếp liền với lãnh hải và hợp với lãnh hải thành một vùng biển rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở ra. Ở vùng biển này, nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế, nhưng các nước khác vẫn được đặt ống dẫn dầu và dây cáp ngầm, tàu thuyền, máy bay đi lại tự do về hàng hải và hàng không, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Và bộ phận thứ năm đó là thềm lục địa. Đây là phần ngầm dưới đáy biển, lòng đất dưới đáy biển, nước ta có chủ quyền hoàn toàn về thăm dò, khai thác, bảo vệ, quản lý các nguồn tài nguyên này. Như vậy, ở vùng biển nước ta, các em lưu ý là gồm có 5 bộ phận nha. Vùng biển Việt Nam rất rộng. Và trên vùng biển Việt Nam có rất nhiều đảo và quần đảo. Vậy chúng ta sẽ quan sát lược đồ một số đảo và quần đảo ở Việt Nam và chúng ta sẽ xác định một số đảo và quần đảo lớn ở nước ta. Trong vùng biển nước ta có hơn 4.000 đảo, những lớn nhỏ, được chia thành các đảo ven bờ và các đảo xa bờ. Hệ thống các đảo ven bờ có khoảng 3.000 đảo, phân bố tập trung nhất là ở ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa và Kiên Giang. Từ Bắc tới Nam, chúng ta có các đảo lớn như sau: đảo Cái Bầu, đảo Cát Bà, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Cồn Cỏ, đảo Lý Sơn, đảo Phú Quý, Côn Đảo, đảo Phú Quốc. Trong số các đảo vừa nêu trên thì đảo Phú Quốc là đảo lớn nhất ở nước ta. Đảo này thuộc tỉnh Kiên Giang và đứng vị trí thứ hai đó là đảo Cát Bà thuộc tỉnh Hải Phòng. Bên cạnh các đảo ven bờ ra thì nước ta cũng có một số những cái quần đảo tiêu biểu, đó là quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Và ngoài ra ở phía vùng biển Tây Nam chúng ta còn có các cái quần đảo Nam Du, quần đảo Thổ Chu và quần đảo Hà Tiên. Đó là một số đảo và quần đảo lớn ở nước ta. Vùng biển nước ta có rất nhiều nguồn lợi lớn, bao gồm sinh vật biển, khoáng sản, tài nguyên du lịch biển và các điều kiện để phát triển giao thông biển. Với đường bờ biển dài, vùng biển rộng lớn, có nhiều tiềm năng, đây là một lợi thế của nước ta trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập vào nền kinh tế thế giới và đảm bảo an ninh quốc phòng trên biển. Chúng ta vừa tìm hiểu xong vùng biển cũng như các đảo và quần đảo trên vùng biển của nước ta. Sau đây cô mời các em ghi nội dung phần thứ nhất vào trong bài Biển và đảo Việt Nam. Vùng biển nước ta có nhiều nguồn lợi bao gồm sinh vật biển, khoáng sản, tài nguyên du lịch biển và các điều kiện để phát triển giao thông vận tải biển. Với đường bờ biển dài, vùng biển rộng lớn, giàu tiềm năng là một lợi thế của nước ta trong việc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế thế giới và đảm bảo an ninh quốc phòng trên biển. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem trên vùng biển Việt Nam có thể phát triển các ngành kinh tế biển nào. Mời các em theo dõi nội dung thứ hai của bài. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần phát triển tổng hợp kinh tế biển. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung phần thứ hai, đó là tình hình phát triển tổng hợp kinh tế biển. Thế nào là phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển các em? Phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển là chúng ta khai thác những tài nguyên biển để phát triển nhiều ngành kinh tế biển. Và giữa các ngành kinh tế biển này luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng nhau để phát triển kinh tế. Sự phát triển của một ngành không được kìm hãm hoặc là gây thiệt hại cho các ngành kinh tế khác. Vậy trên vùng biển Việt Nam có thể phát triển các ngành kinh tế biển nào? Mời các em xem sơ đồ sau đây. Vùng biển Việt Nam có thể phát triển tổng hợp các ngành kinh tế như sau. Ngành thứ nhất là khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản. Ngành thứ hai du lịch biển đảo. Ngành thứ ba khai thác và chế biến khoáng sản. Và ngành thứ tư là giao thông vận tải biển.
Ở bài 38 này chúng ta sẽ tìm hiểu hai ngành, đó là ngành khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản, ngành thứ hai là ngành du lịch biển đảo, còn hai ngành còn lại là ngành khai thác chế biến khoáng sản và giao thông vận tải biển. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài 39 các em nha. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu ngành thứ nhất, đó là ngành khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản. Phần ở phần nội dung thứ nhất này chúng ta sẽ tìm hiểu xem là ở nước ta, trong vùng biển Việt Nam có thể có những cái thuận lợi nào để phát triển ngành khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản, hay nói cách khác đó là phần tiềm năng phát triển kinh tế. Nước ta có đường bờ biển dài, vùng biển rộng, có nhiều ngư trường lớn với nguồn hải sản rất phong phú. Tổng trữ lượng hải sản của nước ta khoảng 4 triệu tấn trong một năm, cho phép mỗi năm chúng ta có thể khai thác khoảng 1,9 triệu tấn. Trong vùng biển Việt Nam có khoảng 2.000 loài cá khác nhau, trong đó có khoảng 110 loài cá có giá trị kinh tế cao như là cá thu, cá hồng, cá ngừ, cá nục vân vân. Và cũng trong vùng biển Việt Nam, ngoài cá ra thì có khoảng 100 loài tôm khác nhau, trong số đó có một số loại có giá trị xuất khẩu cao như là tôm he, tôm hùm, tôm rồng. Và cũng trong vùng biển Việt Nam có hơn 600 loài rong biển khác nhau, với một số loài đặc sản quý khác như là hải sâm, bào ngư và sò huyết. Bên cạnh đó, dọc bờ biển nước ta còn có rất nhiều bãi triều, đầm phá và các cánh rừng ngập mặn, rất thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản nước lợ và nước mặn. Đó là những điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể phát triển ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản. Sau đây các em sẽ theo dõi một số những hình ảnh về các loài cá như cá nục, cá ngừ, cá thu, cá hồng, vân vân. Đây là những loài cá có giá trị kinh tế, giá trị dinh dưỡng cao. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ xem một số hình về các loài tôm có giá trị xuất khẩu cao ở nước ta, cũng như các loại hải sâm, bào ngư, sò huyết. Đây là những loại hải sản quý, gọi là đặc sản quý của nước ta. Mặc dù trong vùng biển Việt Nam có rất nhiều những thuận lợi để phát triển ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên hoạt động ngành khai thác nuôi trồng thủy hải sản ở nước ta hiện nay còn gặp rất nhiều những bất hợp lý, hay nói cách khác là gặp rất nhiều khó khăn. Như vậy, khó khăn thứ nhất đó là gì? Ngành đánh bắt thủy sản ở nước ta chủ yếu đánh bắt ven bờ, đánh bắt xa bờ còn ít. Vì sao chúng ta chỉ đánh bắt ở ven bờ mà lại ít đánh bắt xa bờ? Đó là do cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành đánh bắt ở nước ta còn hạn chế. Chúng ta chỉ đánh bắt ở vùng biển ven bờ thôi, trong khi sản lượng đánh bắt ven bờ cao gấp 2 lần khả năng cho phép, thì sản lượng đánh bắt xa bờ chỉ mới bằng 1 phần 5 khả năng cho phép thôi. Điều này khiến nguồn tài nguyên thủy sản ở ven bờ biển nước ta càng ngày càng bị càng kiệt dần đi. Thêm vào đó, vấn đề nuôi trồng thủy sản còn phụ thuộc vào thị trường, cơ sở khoa học cho việc nuôi trồng còn yếu, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến thủy sản nước ta vẫn còn phát triển chậm, còn nhiều hạn chế. Và một cái khó khăn nữa đó là môi trường biển nước ta đang bị ô nhiễm dần, điều này khiến cho nguồn lợi hải sản bị suy giảm dần. Vậy để giải quyết những cái khó khăn trên, hay nói cách khác là phương hướng phát triển của ngành khai thác nuôi trồng và chế biến ở nước ta hiện nay như thế nào? Ngành thủy sản đang được ưu tiên phát triển hải sản xa bờ, tức là tăng cường khai thác thủy sản xa bờ, phát triển nuôi trồng, đặc biệt là nuôi cá đặc sản biển theo hướng công nghiệp ở các khu vực biển như Hạ Long, Bái Tử Long, các đầm phá ở Trung Bộ, vùng biển Rạch Giá và Hà Tiên. Bên cạnh đó, phát triển đồng bộ và hiện đại công nghiệp chế biến hải sản. Sau đây mời các em xem một số những hình ảnh về ngành đánh bắt
cũng như nuôi trồng và chế biến hải sản ở nước ta. Mời các em ghi nội dung bài phần thứ hai, ngành khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ngành kinh tế biển thứ hai, đó là ngành du lịch biển đảo. Ở phần thứ hai này, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về tiềm năng, hay nói cách khác là những thuận lợi của nước ta trong việc phát triển ngành du lịch biển đảo, cũng như khó khăn và phương hướng phát triển của ngành du lịch biển đảo. Mời các em quan sát lược đồ du lịch của Việt Nam. Dựa vào lược đồ du lịch của Việt Nam, hãy xác định các bãi tắm nổi tiếng từ Bắc đến Nam ở nước ta. Chúng ta quan sát trên bản đồ này, trên lược đồ này chúng ta thấy có rất nhiều những cái hình ảnh cây dù, ở đó là các cái bãi tắm nổi tiếng ở nước ta. Từ Bắc tới Nam chúng ta có những bãi tắm nào? Chúng ta quan sát. Đầu tiên là bãi tắm Trà Cổ. Tiếp theo đó chúng ta thấy có rất nhiều những bãi tắm như là Đồ Sơn. Bãi tắm Trà Cổ thuộc tỉnh Quảng Ninh, Đồ Sơn thuộc tỉnh Hải Phòng. Tiếp theo đó chúng ta thấy Sầm Sơn thuộc Thanh Hóa nè, Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An, Thiên Cầm thuộc Hà Tĩnh, rồi một số những cái bãi tắm như là Đá Nhảy, Thuận An, Cảnh Dương, Lăng Cô thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, và Non Nước thuộc Đà Nẵng. Tiếp theo đó là một số những bãi biển kế tiếp, đó là Mỹ Khê, Sa Huỳnh thuộc Quảng Ngãi, Quy Nhơn thuộc Bình Định, Đại Lãnh, Vân Phong, Dốc Lết, Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, rồi Ninh Chữ, Cà Ná thuộc Ninh Thuận, Mũi Né thuộc Bình Thuận, Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và sau đó chúng ta nhìn ở Kiên Giang nè, gần đảo Phú Quốc mà có một cái bãi tắm, đó là bãi Khem. Như vậy, tính từ Bắc đến Nam thì nước ta có khoảng 120 bãi cát dài và rộng, phong cảnh đẹp, rất thuận lợi cho việc xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, nước ta còn có rất nhiều những cái đảo ven bờ có những cái phong cảnh kỳ thú hấp dẫn khách du lịch. Nổi bật đó là Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta còn có một số trung tâm du lịch biển đang phát triển nhanh, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Sau đây mời các em quan sát một số những cái hình ảnh về Vịnh Hạ Long được chụp theo nhiều góc ảnh khác nhau, và một số những đảo nổi tiếng ở nước ta, đó là đảo Phú Quốc, đảo Cát Bà, Cồn Cỏ và Côn Đảo. Tuy nhiên, cho đến nay thì ngành du lịch biển ở nước ta chỉ mới chủ yếu tập trung vào việc hoạt động tắm biển thôi. Các hoạt động du lịch biển khác ít được khai thác, mặc dù tiềm năng kinh tế còn rất lớn. Vậy thì theo em, ngoài hoạt động tắm biển ra thì chúng ta có khả năng phát triển các hoạt động du lịch biển nào khác? Đó là phát triển đa dạng hơn các hoạt động du lịch biển như là lướt ván, lặn biển, và bên cạnh đó là nên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng quảng bá du lịch. Mời các em xem một số đoạn video clip về các hoạt động du lịch biển mới phát triển gần đây ở nước ta.
mời các em ghi phần nội dung thứ hai, ngành du lịch vào trong bài. Sau đây cô có một số câu hỏi trắc nghiệm như sau. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án. Chúng ta sẽ lựa chọn một đáp án đúng nhất nha. Câu hỏi thứ nhất, vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam rộng gấp mấy lần diện tích phần đất liền? Đáp án A, 6 lần. Đáp án B, 3 lần. Đáp án C, 5 lần. Đáp án D, 7 lần. Như vậy, trong số 4 đáp án đúng nhất đó là câu B. Câu hỏi thứ hai, vịnh biển nào của nước ta được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới? Đáp án A, vịnh Thái Lan. Đáp án B, vịnh Bắc Bộ. Đáp án C, vịnh Hạ Long. Và đáp án D là vịnh Cam Ranh. Vậy đáp án đúng nhất đó là vịnh Hạ Long. Câu hỏi thứ ba, nước ta có thể phát triển kinh tế biển qua các ngành nào? Câu A, du lịch sinh thái biển lấy tổ yến nuôi trồng hải sản. Câu B, du lịch biển đảo khai thác và chế biến khoáng sản, đánh bắt nuôi trồng hải sản, giao thông vận tải biển. Câu C, du lịch tắm biển, lặn biển, nuôi trồng hải sản. Và câu D, khai thác dầu khí, giao thông vận tải biển, du lịch biển. Như vậy trong 4 đáp án đúng nhất đó là câu B. Câu hỏi thứ tư, tại sao nguồn lợi thủy sản ở nước ta có chiều hướng giảm sút? Câu A, đánh bắt hải sản quá mức. Câu B, ô nhiễm môi trường. Câu C, chưa có quy định và biện pháp kiểm soát chặt chẽ về đánh bắt hải sản. Và câu D, tất cả các câu trên đều đúng. Chúng ta sẽ chọn đáp án đó là câu D, tất cả các câu trên đều đúng. Như vậy bài học ngày hôm nay đến đây là hết. Trước khi qua bài mới, cô muốn các em sẽ chuẩn bị cho cô tiếp theo bài 39 là các em sẽ tìm hiểu cho cô ngành khai thác chế biến khoáng sản, ngành giao thông vận tải biển, cũng giống như hai ngành kinh tế chúng ta vừa tìm hiểu là chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái thuận lợi, những khó khăn và phương hướng phát triển của hai ngành kinh tế này nha các em. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng của cô. Cô hẹn gặp lại các em ở các bài giảng kế tiếp nha. Chúc các em nhiều sức khỏe.